Sau sự thành công của Tata Harrier tại thị trường Ấn Độ, mới đây hãng xe Tata đã tiếp tục giới thiệu phiên bản mới Dark Edition của mẫu SUV đô thị giá rẻ này. Theo đó, Tata Harrier bản Dark Edition sẽ được phân phối với mức giá khoảng 556 triệu. So với các phiên bản hiện hành, Tata Harrier bản Dark Edition không có nhiều thay đổi trong thiết kế ngoại thất. Bù lại phiên bản mới này lại gây ấn tượng với màu sơn Oberon Black ánh xanh cùng bộ la răng hợp kim Blackstone với kích thước 18 in và huy hiệu Harrier nổi bật cùng các chi tiết với tông màu đen piano cao cấp. Bên trong khoang cabin, Tata Harrier bản Dark Edition được bổ sung thêm nhiều chi tiết mạng chrome kết hợp với vô lăng và ghế ngồi bọc giả da Benneke Canico. Ngoài ra tựa đầu trên ghế trước có theo chữ đắc nhằm phân biệt rõ ràng với các phiên bản thông thường. Các trang bị nội thất khác trên Tata Harrier bản Dark Edition vẫn giống với các phiên bản hiện hành. Cụ thể, Tata Harrier bản Dark Edition vẫn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha xenon hit projector, 6 túi khí, màn hình đặt nổi với kích thước 8 in, hệ thống thông tin giải trí Iceland với 9 loa JBL và bộ khuếch đại, ghế ngồi chỉnh điện 8 hướng, cần gạt nước và đèn pha tự động. Cung cấp sức mạnh cho Tata Harrier bản Dark Edition là khối động cơ diesel sen tăng áp 2 lít. Nhờ đó, Tata Harrier bản Duck Edison có công suất tối đa 168 mã lực tại 3 3750 vòng trên phút và mô men xoắn 350 Nm tại 2.500 vòng trên phút. Tại thị trường Ấn Độ, Tata Harrier hiện đang là đối thủ của các mẫu xe trong cùng phân khúc SUV đô thị như Kia Seltos hay Hyundai Venue. Mới đây, Hyundai Venue cũng đã bổ sung thêm một vài biến thể mới, tăng độ gây cấn trong cuộc cạnh tranh về doanh số trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường Ấn Độ. Xe cộ,